Cảnh báo nhiều chiêu trò lừa đảo mua vé máy bay, combo du lịch giá rẻ để trục lợi bất chính thời điểm cận Tết. Em mua vé khứ hồi tất cả hết 4 triệu ạ. Qua đây thì em cảnh báo mọi người là nên tìm người tin tưởng để mua vé hoặc là mua chính hãng. Tiếp tục xảy ra một vụ va chạm máy bay tại Nhật Bản, đánh dấu sự cố hàng không thứ hai ở quốc gia này chỉ trong vòng 2 tuần. Rau này rau gì đấy ạ? Rau mộc châu ạ. Nhập nhèm nguồn gốc nông sản giả mạo dầu mộc châu Sơn La và bài toán đầu ra cho nông sản Việt. Thưa quý vị, gần 65% nhà đầu tư Việt tham gia thị trường tiền số không thu được lợi nhuận, trong đó có tới 43,6% nhà đầu tư đang chịu lỗ. Con số trên được đưa ra trong báo cáo thị trường Crypto Việt Nam 2023 do Coin98 Insights dựa trên 1.200 mẫu khảo sát thực hiện vào tháng 12 năm ngoái. Nguyên nhân được chỉ ra cho việc không thu được lợi nhuận là do thị trường tiền số 2023 vẫn khá là ảm đạm. Hiện các nhà đầu tư tiền số ở Việt Nam chủ yếu là nam giới, chiếm 85,3%, tập trung nhiều ở các thành phố lớn và có mức thu nhập bình quân từ 10 cho đến 25 triệu đồng một tháng, chiếm gần 46%. Thưa quý vị khán giả, có gần 3 triệu doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa của Việt Nam hoạt động trên TikTok. Trong đó có 5 ngành hàng bán chạy nhất, bao gồm là thời trang, nhà cửa và đời sống, sức khỏe, điện tử và làm đẹp. Theo thống kê thì có khoảng 70% người tiêu dùng có xu hướng là ưu tiên xem clip dạng ngắn để tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ. Trong số đó có 84% người dùng sẽ mua sản phẩm. Và trong năm qua, kênh bán hàng trực tuyến này đang trở thành một trong những kênh thu hút nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, sớm ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đây là đề nghị của Bộ Y tế đối với Sở Y tế các tỉnh thành, trong bối cảnh thế giới ghi nhận 10.000 ca tử vong do COVID-19 vào tháng 12 vừa qua. Hiện tại thì điều kiện thời tiết tại miền Bắc cũng đang rất dễ lây lan các bệnh qua đường hô hấp. Các đơn vị y tế dự phòng cần giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ca bệnh để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng tử vong, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Nhiều học sinh tại một trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện triệu chứng đau bụng, sốt, tiêu chảy sau khi đi học về. Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết chưa đủ cơ sở để nhận định đây là do ngộ độc thực phẩm. Cụ thể thì qua xác minh, có 24 học sinh có triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, không có học sinh nào nhập viện. Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Y tế, Công an thành phố Thủ Đức, đại diện cha mẹ học sinh tiến hành kiểm tra xét mẫu thực phẩm và vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Gần 70% bệnh nhân đến bệnh viện da liễu tại thành phố Hồ Chí Minh là bị biến chứng thẩm mỹ là liên quan đến việc tiêm chích. Các tai biến liên quan thẩm mỹ đến bệnh viện này cũng gia tăng. Đáng chú ý, bệnh viện da liễu thống kê có đến 78% người thực hiện thủ thuật thẩm mỹ nội khoa gây ra tai biến không phải là bác sĩ. Các tai biến thẩm mỹ gặp phải chủ yếu liên quan đến tiêm chích như là tiêm filler, laser, ánh sáng và các thiết bị phát năng lượng để làm đẹp. Thủ tục khám chữa bệnh, nhà vệ sinh, bệnh viện là những vấn đề mà khiến cho nhiều người bệnh chưa hài lòng nhất qua khảo sát các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là số lượng đánh giá không hài lòng cũng tăng 18% so với năm 2022. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua khảo sát, các ý kiến không hài lòng của người bệnh được lắp đặt tại các khoa khám bệnh của 53 bệnh viện công lập trực thuộc. Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày khiến cho nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao khoảng 20% so với năm 2023. Năm nay do những dịch vụ trong tour như là giá vé máy bay tăng, vé các điểm tham quan, giá phòng khách sạn tăng cao đã khiến cho giá tour cũng có nhiều biến động. Điều này khiến cho không ít du khách đã cân nhắc chuyển từ tour nội địa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sang thị trường nước ngoài, nhất là các nước khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan, Singapore hoặc là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v. Nhiều doanh nghiệp cho biết đến nay các tour nước ngoài đang được lấp đầy, nhất là các tour đường xa, trong khi các tour nội địa vẫn đang chờ khách.
Trong năm ngoái, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng từ 8.000 cho đến 10.000 tỷ đồng. Thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, những ngày qua, tận dụng thời điểm cận Tết Nguyên đán, nắm được nhu cầu mua vé máy bay về quê đi du lịch của người dân, các đối tượng đã tung ra chiêu trò lừa đảo mua vé máy bay combo du lịch giá rẻ để trục lợi bất chính. Khi tìm kiếm với từ khóa vé máy bay Tết hay du lịch Tết những ngày này trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận với rất nhiều người cung cấp dịch vụ với những mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, khi chúng ta thêm vào cụm từ lừa đảo phía trước cũng cho ra không ít kết quả với các vụ việc người tiêu dùng bị các đối tượng lừa đảo hay chất lượng dịch vụ nhận được không đúng với cam kết. Em mua vé khứ hồi tất cả hết 4 triệu ạ. Qua đây thì em cảnh báo mọi người là nên tìm người tin tưởng để mua vé hoặc là mua chính hãng. Cách thức của các đối tượng lừa đảo sử dụng là tạo lập fanpage giả mạo, đăng bài quảng cáo để thu hút sự chú ý của người dùng. Để tạo lòng tin, các đối tượng đồng phạm còn giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Ngay sau khi người bị hại chuyển tiền, đối tượng lập tức chặn, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ. Mặt khác, việc các tài khoản giả mạo đưa ra các mức giá rẻ để thu hút người tiêu dùng sập bẫy lừa đảo cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị lữ hành chân chính. Những cái mức giá mà các cái đối tượng lừa đảo họ đưa ra cho khách hàng, họ mời chào khách hàng, nó tạo nên cho khách hàng một cái tư tưởng sai lệch về cái mức giá thực tế của cái sản phẩm đó. Chính vì thế nên là khi mà các cái đơn vị lữ hành chân chính họ đưa ra những cái mức giá đúng với cả thực tế thì khách hàng họ lại nghĩ là cái mức giá đấy là cái mức giá quá cao, là cái mức giá sai lệch. Với trường hợp của chị Liên, lựa chọn một đơn vị lữ hành qua mạng và đã cẩn thận gặp mặt trực tiếp đối tượng đặt tour. Tuy nhiên, chị vẫn không thể ngờ rằng chuyến đi của mình không thể khởi hành và số tiền gần 100 triệu đồng cũng bị các đối tượng chiếm dụng. Gia đình mình cũng có tìm một vài cái thông tin ở trên mạng về các tour đi nước ngoài. Thì mình cũng thấy nó có những cái địa chỉ và có đăng ký kinh doanh rất là cụ thể. Thì gia đình cũng khá là tin tưởng và cũng đặt cọc và ký hợp đồng. Công ty lại báo lại là do chưa làm được hộ chiếu, chưa làm được visa cho nên là cái tour sẽ phải hoãn lại. Không thấy bên kia có động thái hoàn trả theo hợp đồng thì nhà mình cũng có viết email cảnh báo cho công ty, là họ cũng đã chặn toàn bộ những cái liên lạc trên Facebook và trên Zalo và liên lạc thì không trả lời với gia đình mình nữa. Tuy nhiên, những số tài khoản không chính chủ khiến cho việc xác định đối tượng tội phạm rất khó khăn, nhất là khi đa số mọi giao dịch đều diễn ra trực tuyến. Việc mà chúng ta phải định danh các cái tài khoản mạng xã hội cũng là một cái hết sức có ý nghĩa trong cái công tác mà chúng ta quản lý cái không gian mạng tốt hơn. Các đối tượng sẽ rất là khó khăn hơn rất nhiều trong cái việc là sử dụng các cái tài khoản nạc danh. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, người dân cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực, đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin hành trình bay, hành khách bay, đặc biệt không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý khi không rõ về chất lượng, độ uy tín. Những năm gần đây, diện tích trồng bưởi trên địa bàn Hà Nội liên tục được mở rộng, sản lượng lớn khiến cho việc tiêu thụ loại trái cây này gặp nhiều khó khăn, giá thành thì bị giảm. Tìm đầu ra cho cây trồng chủ lực này hiện đang là bài toán không dễ. Tận dụng cơ hội, một số nhà vườn trồng bưởi đã chạy theo xu hướng, lựa chọn những giống bưởi có màu sắc độc lạ để bắt kịp với thị trường. Thời điểm này thì người dân thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh của thành phố Hà Nội đang tất bật thu hoạch bưởi đỏ để mà phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Loại bưởi độc đáo này có giá cao gấp cả chục lần so với bưởi bình thường, thế nhưng đến nay đã khan hàng vì lượng cầu đã vượt quá cung. Với vẻ ngoài không khác gì một quả bưởi thông thường, nhưng theo thời gian, bưởi chuyển từ xanh sang màu vàng, đến lúc bưởi chín thì chuyển sang màu đỏ tươi từ trong ra ngoài. Đây từng được coi là một sản vật quý dùng để tiến vua ngày xưa, ngày nay lại được nhiều người ưa chuộng, nhất là vào dịp Tết. Nói về màu sắc thì đỏ đẹp, tươi và có mùi thơm rất đặc trưng. Chỉ cần để tay vào này, xong rồi là bỏ ra như ngửi trên tay đã có mùi thơm rồi. Bán vào trong dịp Tết này một quả bưởi đỏ như thế này là nó có thể giá từ 80 cho đến 150 nghìn một quả. Quý hiếm là thế, nhưng có những thời điểm người dân nơi đây phải phá bỏ để trồng giống khác, nhất là lúc bưởi diễn từng lên ngôi với giá bán gấp 3, gấp 4 lần so với bưởi đỏ khi đó. Thì là bưởi này bây giờ nó lại còn đắt hơn bưởi diễn rất nhiều. Khả năng là lại sẽ bỏ bớt bưởi diễn, trở lại coi như là bưởi đỏ này. Bọc để đảm bảo nó khỏi phải giận dẹp, nó ủ lại để nó lên màu.
Ví dụ như nếu tôi thu hoạch được 1.000 quả trong 10 năm cây này cũng phải được 7-80 triệu. Nếu cứ giá cả như thế này thì chắc chắn là không cây gì đuổi kịp nó. Trồng cây giờ cũng phải chạy theo xu hướng, nhận thấy lợi nhuận cao, không đắn đo. Nhiều hộ gia đình quyết tâm hồi sinh lại giống bưởi quý có từ thời cha ông cho đến ngày nay. Thậm chí bưởi còn được biến tấu với đủ loại hình độc đáo. Cái bưởi Tân Lộc này của nhà vườn bên em thì bắt đầu từ thời điểm cho vào khuôn là từ tháng 6. Nó yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi rất là cao. Ngay từ lúc cái quả nhỏ thì đã mình phải áng cho nó những quả đạt tiêu chuẩn, không bệnh tật, có ý tưởng từ năm ngoái rồi. Nhưng mà năm nay bắt đầu thì thử nghiệm. Thì nhà vườn mình năm nay là làm được độ 400-500 trái. Thì số lượng khách hàng đã đạt hết rồi. Thì hướng của chúng tôi ở xã là liên kết khoảng 20 bà con. Thì dự kiến phục vụ Tết chúng tôi đang đưa ra khoảng tầm cỡ khoảng 4-5 vạn quả để phục vụ tên là khách hàng các ở các tỉnh. Thì đời sống của bà con nâng lên rõ rệt và giá trị quả bưởi tên là bán rất là tốt. Tết Nguyên Đán đang đến gần, bà con nơi đây đang hối hả thu hoạch, đóng gói để tiêu thụ. Quả bưởi khi thu hái có thể giữ được màu sắc và hương thơm trong khoảng 3 tháng. Từng một thời mai một, giống bưởi này đang hồi sinh, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Khi dâu tây ở bên kia biên giới ồ ạt về chợ đầu mối, cũng là lúc tiểu thương khai sinh lại nguồn gốc. Dâu này dâu gì đấy ạ? Mộc châu em. Dâu mộc châu ạ? Bây giờ chủ mộc châu em, mộc châu mình đây. Một loại 60, một loại 80. Nhưng mà dâu này là dâu ở đâu? Mộc châu. Không có dâu Trung Quốc à? Nếu mà em hỏi mua Trung Quốc thì em phải hỏi người khác. Lần này mộc châu nó sẵn thì người ta mua cái hàng mộc châu thôi. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, sản phẩm dâu tây Sơn La vốn không còn xa lạ với người tiêu dùng trong nước. Thời điểm này đang bắt đầu vụ thu hoạch, khi trên những quả đồi ở vùng cao huyện Mai Châu, những nương dâu tây đang chuẩn bị vào mùa chín rộ. Với những bà con nông dân trồng dâu, đây là thời điểm mong chờ nhất trong năm, vì sau một vụ mùa đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thì nay là lúc được thu hoạch thành quả. Nhưng những gì đang diễn ra trên thị trường khiến những người trồng dâu tây ở địa phương này chẳng thể yên tâm khi mà tình trạng mạo danh dâu tây Sơn La vẫn đang tiếp diễn. Bằng camera giấu kín, nhóm phóng viên đã ghi được câu chuyện như thế này tại một số chợ đầu mối ở Hà Nội. Chợ Long Biên vốn là chợ đầu mối nông sản lớn nhất ở Hà Nội. Vì đang bắt đầu vào vụ thu hoạch nên dâu tây ở đây muốn mua bao nhiêu cũng có. Ngoài dâu tây được trồng ở Sơn La thì dâu tây nguồn gốc ở bên kia biên giới cũng bạt ngàn. Hàng Trung Quốc có, cả xe có. Hàng Trung Quốc á? Ừ. Nhưng mà mùa này nó có không? Cả xe ô tô cũng có mà. Hỏi cô đấy em gì? Thừa ở đây là đầu mối rồi. Đúng hỏi câu là có hàng bán cho em không? Đừng hỏi, thì đây là đúng vào mùa mà. Em đặt được bao nhiêu? Thì giá em chịu được, nếu em đặt cả xe thì giá rẻ. Dâu tây không thiếu, nhưng thứ thiếu nhất lại là sự trung thực của người bán. Vì cùng một loại dâu tây, có hình thức và màu sắc y hệt như nhau, nhưng mỗi chủ hàng lại khai sinh cho quả dâu có nguồn gốc xuất xứ ở một nơi khác nhau. Dâu này dâu gì đấy ạ? Mộc châu em. Dâu mộc châu ạ? Đây là chủ mộc châu em, mộc châu mình đây. Cái loại này là bao tiền cân? Đấy, 50.000 một hộp này, vỉ một hộp. 50.000 một hộp này là bao nặng? Nửa cân. Nửa cân à? Cân 5,5 kg. Đây là dâu ở đâu đấy? Đà Lạt luôn. Đà Lạt à? Của mình đang đi xuất thì chả hết, nhiều lắm. Trung Quốc nó dài hơn, ngăn nó bé dài dài, cỏ dài. Đây nó giống nhà kính, nhà phủ ấy trong này này. Một loại 60, một loại 80. Nhưng mà dâu này là dâu ở đâu? Mộc châu. Không có dâu Trung Quốc à? Nếu mà em hỏi mua Trung Quốc thì em phải hỏi người khác. Lần này mộc châu nó sẵn thì người ta mua cái hàng mộc châu thôi. Khẳng định chắc nịch, sản phẩm dâu tây đang bán là dâu tây Đà Lạt và Sơn La. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một số tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên và chợ Đền Lừ, loại dâu tây này thực chất là dâu tây Trung Quốc. Thời điểm này chung với vụ dâu ở bên kia biên giới nên lượng hàng được dân buôn nhập về chợ với số lượng lớn, không chỉ bán buôn mà còn bán lẻ. Trên dâu này là dâu gì? Dâu tàu. Còn đâu là mộc châu thì giờ nó đắt. Dâu mộc châu thì bao nhiêu tiền? Bé bây giờ nó đã 50. Mới hơn nửa cân thôi. Dâu Trung Quốc hết. Giá thành nó mới rẻ cái chợ này. Cái dâu Đà Lạt với dâu Sơn La mộc châu đâu mà. Tiền dâu Trung Quốc nóng rồi, nó mau rồi. Để có câu trả lời chính xác, nhóm phóng viên đã ngược lên xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, một trong những vựa dâu tây lớn nhất của địa phương này. Theo tìm hiểu, giống dâu tây đang trồng ở Sơn La là giống dâu tây Hana,
có hình dáng khác biệt so với loại dâu tây Trung Quốc đang bán ở một số chợ đầu mối tại Hà Nội. Cái quả dâu tây tức là của Trung Quốc mà trên thị trường mà hiện nay cũng ảnh hưởng cũng rất là lớn đến cái vấn đề về cái việc tiêu thụ của quả dâu tây của Sơn La. Thì hiện nay thì để mà giải quyết được vấn đề này thì huyện Mai Sơn cũng đang tập trung phối hợp với Sở Khoa học để xây dựng chỉ dẫn địa lý cho quả dâu tây. Thì cái việc xây dựng thương hiệu cho các cái quả dâu tây Sơn La nói chung cũng như là cái thương hiệu quả dâu tây của các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và đang triển khai trên địa bàn là cực kỳ quan trọng và cấp thiết trong thời gian tới. Thời điểm này bắt đầu vào vụ thu hoạch, trung bình 1 kg dâu tây Sơn La đang được bán trên thị trường với giá dao động từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng. Tuy nhiên dâu tây mạo danh dâu tây Sơn La cùng loại, cùng kích thước đang được các tiểu thương tại chợ bán với mức giá chỉ rẻ bằng một nửa. Tình trạng nhập nhằng nguồn gốc này đang là nỗi lo của những người nông dân trồng dâu tây ở Sơn La, vì nếu tiếp diễn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm và có thể không bán được nông sản của mình. Tôi ví dụ nhá, dâu của nhà mình đang 100. Thế bây giờ là khách hàng nhà mình bán ra 101, thế nhưng mà dâu Trung Quốc người ta về người ta cũng bảo là tôi lấy ở Sơn La nhưng người ta chỉ bán có 50 thôi. Thì tôi bán làm sao được? Thế bây giờ người ta chỉ lấy dâu Trung Quốc thôi chứ người ta, tức là những người đấy là người ta đang không phân biệt được là dâu Trung Quốc và dâu Sơn La là như thế nào. Quả thực nếu quý vị đã từng mua hoặc là đang quan tâm đến sản phẩm dâu tây thì chắc hẳn là câu chuyện trong phóng sự vốn không mới, vì những vụ việc trước thì báo chí đã cảnh báo người tiêu dùng về tình trạng này. Theo tiết lộ của những người trong nghề kinh doanh trái cây, không khó để phân biệt nguồn gốc xuất xứ của dâu tây Sơn La trên thị trường, nhưng phải có kinh nghiệm để nhận diện. Khi mà nhìn vào cả hai loại dâu này, như là dâu Sơn La cũng như là dâu của Trung Quốc, thì khi cái hình nhìn của nó đã thấy sự khác nhau rồi. Cái màu của dâu Sơn La nó sẽ là đỏ thẫm, còn màu của dâu Trung Quốc nó sẽ là màu cam. Và phần tiếp theo nó là những cái đài sen ở đây. Cái đài của cái dâu Trung Quốc nó sẽ rất là to. Và khi mà người ta hái dâu Trung Quốc thì người ta sẽ cắt cả cuống như thế này. Nó sẽ cuống nó sẽ vòng lên như này. Đấy. Còn với cả dâu Sơn La thì cái đài cho dù cùng với cả hạng size, cùng với size của nó như này thì cái đài nó sẽ rất là bé, cái lá nó sẽ rất là bé và người ta là hái cho nên là sẽ không còn cuống ở đây. Cái hình dáng của nó thì cái dâu Trung Quốc này nó sẽ làm hình thon dài. Hình của nó sẽ là hình thon dài nha. Còn với cả dâu Sơn La thì nó sẽ có cái hình oval ở đây. Đấy, có một điểm khác biệt rất là hay mà phải có những người tinh ý mới có thể là nhận ra được. Đó là cái hạt của dâu Sơn La thì nó sẽ là chìm xuống dưới. Và khi sờ ấy thì sẽ không cảm thấy hạt của nó đâu. Gần như là không cảm thấy hạt của nó đâu. Còn với cái dâu Trung Quốc thì cái khi mà sờ vào ấy thì là sờ hẳn lên được cái hạt nó luôn. Tại vì hạt của nó sẽ là hạt nổi. Cắt ra ở đây sẵn cho nhà mình xem. Thì đây thì cái ở bên trong ấy thì cái màu ruột của dâu Sơn La nó sẽ có màu đỏ, đỏ hồng. Đấy, đỏ hồng này. Và nó sẽ đỏ ở bên trong ruột, ở trong lõi như thế này. Còn với dâu của Trung Quốc thì cái lõi của nó sẽ là lõi màu trắng. Vâng, không khó để nhận diện với người bán. Còn với người mua, nếu quý vị đi chợ mua dâu tây thì sẽ dành bao nhiêu thời gian để lựa chọn ạ? Chưa kể là còn phải ghi nhớ hàng loạt những đặc điểm đặc trưng của dâu tây Sơn La như chia sẻ kể trên. Chỉ là mua dâu tây thôi, sao lại khó khăn đến vậy? Tạm gác lại câu chuyện này, không thể phủ nhận cây dâu tây đã trở thành cây thoát nghèo cho bà con vùng cao ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khi đã từng bước giúp các hộ dân phát triển kinh tế, gia tăng nguồn thu nhập hàng năm. Tuy nhiên, với diện tích vùng trồng tăng lên nhanh chóng qua một vài năm trở lại đây, đến vụ thu hoạch, bà con lại đối mặt với một nỗi lo mới, nỗi lo tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản của mình. Đây cũng là bài toán cần lời giải đặt ra với cơ quan quản lý tại địa phương, tránh điệp khúc, được mùa, mất giá như câu chuyện đã từng xảy ra với những nông sản ở những địa phương khác. Khu vực này vốn dĩ trước đây là đất trống đồi trọc, nhưng giờ đã được phủ xanh bởi những nương dâu tây của bà con. Trong vị ngọt mát của những trái dâu đỏ mọng, ít ai biết rằng có cả những vị đắng mà chỉ những người trồng mới hiểu. Chăm như chăm con mọn luôn. Tại vì cái lúc thời điểm mà nó chưa có quả ấy, rất là khó khăn. Thời tiết khắc nghiệt, đôi khi là cần nắng thì nó không nắng mà cần mưa thì nó lại không mưa. Có khi là sau trận mưa, khi vườn này hôm nay hái được 5 tạ, sau trận mưa có khi còn lọc được tạ dâu. Chẳng sai khi nói rằng nghề trồng dâu ở đây như đánh bạc với trời. Trong khi theo tính toán, đầu tư 1 hecta trồng dâu, trung bình các hộ dân phải bỏ ra từ 600 đến 700 triệu đồng, gồm các chi phí cây giống, nhân công chăm sóc và phân bón đi kèm. Theo các hộ dân, nếu thuận lợi thì có lãi, còn khó khăn thì phải bù lỗ. Thưa quý vị, để đến ngày thu hái,
thì bà con trồng dâu tây ở Sơn La đã đổ mồ hôi, công sức và cả tiền bạc của mình vào những quả đồi này. Dù được mùa, nhưng nỗi lo thì vẫn còn đó. Vì lâu nay, họ vẫn đang phải chật vật trên con đường tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản của mình. Lo là không về bờ an toàn, bởi vì cái số vốn nó đầu tư ra quá lớn. Đấy mà giá cả thì nó lại là, năm nay nó lại không được như những năm khác. Nói chung là giá nó rẻ hơn một chút. Ví dụ đầu mùa như thời điểm như mọi năm, chẳng hạn dâu to chẳng hạn nhé, 200 trên 200 một cân. Thế nhưng mà so với năm nay thì nó rẻ hơn, nó chỉ trên 100 nghìn một cân, nó khoảng 107-108. Như năm ngoái các cửa hàng nhà mình ở dưới Hà Nội bán mỗi một ngày người ta bán cả hàng nghìn đơn hàng. Nhưng mà đến năm nay người ta giảm xuống chỉ còn 200-300 đơn hàng. Mà cái sản lượng năm nay nó lại nhiều hơn so với năm ngoái rất là nhiều, gấp đôi năm ngoái. Đấy, cho nên cái nỗi lo của hợp tác xã cũng như là bà con ở đây là sợ nhất là rẻ cũng không bán được hết cái lượng hàng như năm nay. Thời điểm này bắt đầu vào vụ nên trung bình mỗi ngày hợp tác xã này chỉ thu mua từ 2 đến 3 tấn dâu tây của bà con. Nhưng khoảng một tháng nữa khi chính vụ, số lượng ước tính tăng gấp hơn chục lần. Tại huyện Mai Sơn, với diện tích hơn 400 hectare, dự kiến đợt cao điểm sẽ thu hoạch khoảng 40 đến 50 tấn dâu tây mỗi ngày. Trong khi đặc thù, loại quả này chín rộ, không để tồn được sang ngày hôm sau. Ngày hôm nay em sẽ lại giới thiệu cho mọi người biết về những cái size dâu của nhà em. Đấy, như mọi khi là em sẽ không bao giờ em like cái mã dâu VIP đâu ạ. Hôm nay là đã xuất hiện thêm một mã dâu mới nhất này. Hà Nội hay là Quảng Ninh, Bắc Ninh gì đó. Gửi trong vòng tầm khoảng 6 tiếng đồng hồ là mọi người đã nhận được những cái trái dâu như này rồi nha. Tối nay em gửi sáng sớm, ngày hôm sau 1-2 giờ sáng là cắt. Tình yêu nhà mình đã nhận được rồi nha. Không chỉ tìm khách mua tại các chợ đầu mối ở khắp các tỉnh trong Nam ngoài Bắc, mỗi ngày chị Trang lại đều đặn lên livestream để quảng cáo bán dâu tây. Nhanh gọn, thuận tiện, nhưng cách bán hàng này vẫn còn bấp bênh, thiếu sự ổn định. Tất cả mọi người là đều là kinh tế khó khăn, nhưng mà bà con đã trồng dâu ra nhiều như thế này rồi. Đấy, lo thì bây giờ cũng chỉ mời đi chào khách nọ khách kia, cũng đi chào nhiều khách rồi, nhưng mà cũng chả biết được sau này người ta có bán cho mình không, chả biết người ta có mua hay không, thì lúc đấy mình sau này thôi, chứ bây giờ tôi cũng chả nói trước được cái gì. Có những thời điểm chín rộ thì bà con thì cũng nhiều nhà thì không tìm được đầu ra thì cũng phải đổ bỏ, còn nếu mà tìm được đầu ra thì nó lại bị rớt giá, nó lại bị rẻ thì cũng phải chấp nhận bán thôi. Chấp nhận bán để mình tháo hàng trong ngày đấy, không thì để thì nó sẽ hỏng mất. Trồng được quả dâu tây đã vất vả, nhưng để bán hàng được suôn sẻ cũng chẳng dễ dàng gì. Tình cảnh có trồng mà không có thu hay nỗi lo về một vụ canh tác được mùa mất giá là điều mà tất cả những bà con trồng dâu ở Sơn La không muốn tái diễn. Vì đơn giản chỉ là họ không muốn cảm nhận vị đắng của những trái dâu tây vốn ngọt mát này. Tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giữa hai máy bay ở sân bay New Chitose, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là sự cố hàng không thứ hai ở quốc gia này chỉ trong vòng 2 tuần. Reuters đưa tin vụ việc xảy ra khi một chiếc xe vận chuyển đang đẩy máy bay của hãng Korean Air ra đường lăn để cất cánh thì bị trượt bánh do tuyết trên mặt đất. Cánh trái của máy bay Korean Air đã bị kẹp vào cánh phải máy bay của hãng Cathay Pacific khi đó đang dừng đỗ trên đường băng. Các báo cáo ban đầu cho thấy không ghi nhận thương tích nào liên quan tới các hành khách hoặc phi hành đoàn. Đây là sự cố hàng không thứ hai ở Nhật Bản trong vòng 2 tuần đầu năm nay. Cùng với ảnh hưởng sau vụ va chạm này do tuyết rơi dày đặc, nên hơn 46 chuyến bay đi và đến sân bay New Chitose đã bị hủy. Theo Bộ Văn hóa Palestine và Văn phòng Truyền thông Chính quyền Hamas, gần 200 địa điểm có tầm quan trọng lịch sử đã bị hư hại hoặc phá hủy trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza của Palestine trong 100 ngày qua. Nhiều nhà thờ cổ, nhà thờ Hồi giáo cũng như là bảo tàng được cho là đã bị xóa sổ, trong khi nhiều địa danh văn hóa khác cũng bị ảnh hưởng. Nhà thờ Hồi giáo Omari, địa danh mang tính biểu tượng nhất là công và là công trình kiến trúc lâu đời nhất của dải Gaza trong suốt hàng thế kỷ, đã bị phá hủy phần lớn. Trong số các tòa nhà và địa điểm lịch sử đã bị phá hủy, còn có nhà thờ chính thống Hy Lạp Saint Porphyrios, được cho là nhà thờ lâu đời thứ 3 trên thế giới, một nghĩa trang La Mã 2.000 năm tuổi được phát hiện ở phía bắc dải Gaza vào năm ngoái và 8 bảo tàng khác. Dải Gaza đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác khi xung đột Hamas-Israel đã kéo dài hơn 100 ngày. Tuy nhiên, nhiều ngư dân Palestine vẫn liều mạng ra khơi để mà kiếm sống, mặc cho mưa bom bão đạn ngoài biển khơi. Trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, người dân Palestine vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm thức ăn để có thể sống sót, trong đó có anh Abdul. Là một ngư dân,
nhưng kể từ khi quân đội Israel kiểm soát chặt chẽ eo biển tại dải Gaza, anh không thể ra khơi đánh bắt cá như xưa. Chúng tôi từng có những mẫu tàu lớn để đánh cá ngoài dặm xa. Tuy nhiên, cuộc xung đột khiến chúng tôi chỉ có thể ra khơi trong khoảng cách 100 mét và phải dùng thuyền gỗ chèo bằng tay. Chúng tôi có thể bị không kích bất cứ lúc nào. Vậy nên chúng tôi không thể kiếm đủ thức ăn để nuôi các con của mình. Đối với những ngư dân như anh Abdul, nghề đánh cá là kế sinh nhai duy nhất của họ. Tuy nhiên, trước tình trạng ngư dân Palestine chỉ có thể đánh bắt trong bán kính 100 mét, tất cả những gì họ có thể bắt được là những loài cá và cua nhỏ. Chừng đó là không đủ để đem lại thu nhập ổn định, thậm chí là nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên, những người dân Palestine luôn kiên định và giữ vững đam mê nghề trải lưới của mình, bất chấp tình thế ngày càng khó khăn. Chúng tôi bắt buộc phải sống sót. Nếu chúng tôi không đi đánh bắt cá, chúng tôi sẽ không có gì để ăn. Bất chấp những điều tồi tệ mà chúng tôi đang trải qua, chúng tôi vẫn khát khao được làm ngư dân và sống đúng với nghề của mình. Tính đến hiện nay, hơn 24.000 người Palestine đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công từ quân đội Israel. Xung đột đã buộc người dân dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa, đối mặt một khủng hoảng nhân đạo, thiếu lương thực, nhiên liệu và vật tư y tế. Tuy vậy, với những người dân Palestine, họ vẫn ngày đêm nỗ lực đánh bắt cá để nuôi sống mình, cũng như nhiều gia đình cũng đứng trước hoàn cảnh tiền thoái lương nan. Khoảng 8.500 nông dân cùng với máy kéo và xe tải trên khắp nước Đức đã đổ về thủ đô Berlin để tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm trợ cấp đối với ngành nông nghiệp của chính phủ. Đoàn người và xe này đã đổ về cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, chặn đường gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm và khiến cho trung tâm thủ đô rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Một loạt các thành phố khác trên khắp nước Đức cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình khi mà hàng chục ngàn người tập trung tại trung tâm thành phố Munich. Tình trạng gián đoạn giao thông cũng được ghi nhận ở khu vực biên giới Đức giáp với Pháp, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Đây là hành động mới nhất nhằm bày tỏ sự không đồng ý trước quyết định của chính phủ Đức cắt giảm một số trợ cấp dầu diesel cho nông dân và tài xế xe tải. Việc cắt giảm này là do thiếu hụt ngân sách sau khi Tòa án Hiến pháp Đức tuyên bố chính phủ không thể phân bổ lại hàng chục tỷ đô la Mỹ từ quỹ cứu trợ COVID-19 cho các mục đích khác.